SMVD. Đây là một video mình sẽ tóm tắt câu chuyện của sự kiện video phần 2 và cũng là phần cuối. Ở sự kiện này chúng ta sẽ đa số nói về quá khứ là nhiều. Ở phần 1 ấy, thì sẽ đa số nói về hiện tại. Còn ở phần 2 hôm nay thì đa số sẽ nói về quá khứ nhiều hơn, có nghĩa là hồi tưởng nhiều hơn. Và chắc chắn hắn sẽ bật mí cho chúng ta rất là nhiều thứ thú vị ở phần 2 này ấy, mình cam đoan luôn. Bây giờ thì chúng ta bắt đầu tóm tắt câu chuyện của sự kiện Vigilo thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với tập 4, Kogi Tateo. Hình như mình đọc sai, hình như là Kogi Tateo, đúng không? Let's go! Trước khi tóm tắt thì chúng ta cần phải biết mốc thời gian của tập 4 nằm ở đâu. Thì mốc thời gian của tập 4 nó nằm ở khi ở trong sự kiện Dark Nightmare, trước khi Barbie chưa bị sụp đổ. Rồi, chúng ta bắt đầu tóm tắt thôi. Mở đầu câu chuyện, chúng ta sẽ thấy Teresia đang ở trong căn cứ Rhodes Island và Scout đã đến Scout đã về Rhodes Island sau khi anh ta đi làm nhiệm vụ. Và Teresia đã hỏi Scout rằng Doctor và Amia đâu? Doctor và Cassid đâu? Thì Scout đã nói đang ở trong văn phòng. Có chuyện gì sao? Teresia đã nói: "Không, chỉ là điệp viên của chúng ta trong hội đồng quân sự đang chuẩn bị phản bội lại chúng ta. Chúng ta đã biết trước điều này." Và Scout đã nói rằng: "Điệp viên? À, thì ra là quý tộc Macaron. Tôi đã biết được rằng họ là những người chả đáng tin cậy gì." Teresia đã nói: "Tôi hiểu cảm giác của anh, Scout ạ. Nhưng mà tôi nghĩ cô ấy vẫn chưa sẵn sàng để nói dối chúng ta. Cô ấy vẫn chưa đủ can đảm đâu." Và thế là chúng ta đã chuyển cảnh sang nơi văn phòng của Cassip và Doctor đang làm việc. Teresia đã đến và nói chuyện với Cassip và Doctor về việc hội đồng quân sự hồi lâu ủng hộ chúng ta giờ đã phản bội và chúng ta sẽ có cơ hội bị bao vây, thế nên là chúng ta cần phải rời khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Và Doctor đã nói với Teresia rằng chúng ta có cần phải mang hết tất cả đồ đạc theo hay không. Thì Teresia đã nói tất nhiên là không, và chúng ta cần chỉ mang những đồ vật quan trọng đem theo mà thôi. Và thế là chúng ta chuyển cảnh đến nơi khác. Lúc này chúng ta thấy Doctor và một người tộc Saka phản bội đang ám sát Doctor. Nhưng mà may mắn thay là Scout đã đến kịp và đã cứu Doctor trước khi mà Saka giết chết Doctor. Đúng là nhân vật chính mà. Scout thấy người Saka này đang ám sát Doctor, thế nên là anh ta đã thấy và đã chuẩn bị giết người Saka này. Nhưng mà Doctor đã ngăn lại và Doctor muốn người Saka này nói như thế nào về mình. Người Saka này nói rằng Doctor và Cassid hai người chỉ lợi dụng Teresia để rời khỏi vùng lãnh địa Caster. Và sau khi nói xong, Teresia và Cassid đã đến. Giờ nhiều nhân vật quá. Teresia đã nói với người Saka này rằng: "Marco, anh là một người rất vẫn có lòng tốt, nhưng trong những việc làm mà anh đã làm đều là những điều không được tha thứ." Và Scout đã nói với Teresia rằng người Saka này đáng phải được đền tội, và cái đền tội này sẽ là một cái mạng. Nhưng mà Teresia đã nói với Scout rằng chúng ta sẽ nghe ý kiến của Doctor trước. Doctor đã nói với Teresia rằng người Saka này không đáng để đền tội, anh ta xứng đáng có thể rời khỏi vùng lãnh địa Caster để sống một cuộc sống yên bình. Nhưng mà ngược lại với Doctor là Cassid. Cassid đã phản bội lại, anh đội nhầm không phải phản bội, phản đối lại Doctor. Cassid đã nói với Teresia rằng người tộc người Saka này đáng phải chuộc lỗi, và người này không đáng để được tự do rời khỏi vùng lãnh địa Caster để sống. Đến cuối cùng thì Teresia đã quyết định rằng anh sẽ không đáng để chết, nhưng anh vẫn sẽ bị giam giữ lại và đưa cho hội đồng Ascalon phán xét. Khi người Saka này nghe Teresia nói như vậy, anh cảm thấy cô là một người hiền hậu, nhân từ, và anh ta đã nghĩ rằng khi anh ta mất đi phẩm giá của mình thì anh ta yêu cầu Teresia hãy giết anh ta ngay lập tức. Và thế là Scout đã đến và giết chết người Saka này một cách không chần chừ. Và thế là chúng ta đã chuyển cảnh đến một khung cảnh mới. Lúc này, Cassid và Teresia đang bàn bạc về vấn đề rời khỏi khu vực này. Teresia nói với Cassid rằng cô lo lắng vì khi chúng ta rời khỏi khu vực này, chúng ta vẫn có thể sẽ bị theo dõi. Và Cassid đã nói lại với Teresia rằng chúng ta không cần phải lo lắng điều này, bởi vì chúng ta đã có nhóm lính đánh thuê được lãnh đạo bởi Hodor. Thế nên là và Hodor sẽ giúp chúng ta tránh xa khỏi những nguy hiểm từ những kẻ theo dõi. Sau khi Cassid nói xong thì Doctor đã
đi đến và nói chuyện với Teresia. Doctor nói với Teresia rằng người Sakao hồi nãy, anh ta chết chỉ vì không muốn bị trừng phạt và không muốn làm mất mặt trước vị vua của mình là Teresia. Và Teresia đã nói lại với Doctor rằng tôi biết anh đang nghĩ gì và anh đang làm gì. Tôi hiểu cảm giác của anh Doctor ạ. Và thế là Doctor đã nói lại với Teresia rằng ngoài những người lính đánh thuê ra thì tất cả những tộc Saka đang dưới vùng đất Caster đều sẽ được theo dõi bởi chúng ta. Và Teresia đã nói với Doctor rằng được, tôi sẽ nói chuyện này với Ascalon và sẽ cố gắng tìm những người nào đó tốt nhất. Và Teresia còn nói thêm rằng Doctor ạ, anh đừng lo lắng, tôi vẫn luôn luôn và luôn luôn tin tưởng ở anh. Và thế là xong tập 4 của câu chuyện sự kiện Vigilo. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần 5 luôn. Let's go. Mở đầu câu chuyện, chúng ta thấy Doctor và Cassie đang ở trên sân vận động của đảo của căn cứ Rhodes Island. Và Cassie nói với Doctor rằng cô ấy hỏi là gần đây anh có vẻ khá bận. Hay là Cassie hỏi Doctor là có vẻ anh có nhiều thứ để làm nhỉ. Hay là Cassie gửi lời khuyên cho Doctor là nên nghỉ ngơi. Rồi có một số vấn đề tâm lý của anh, về bộ não của anh gần đây không được ổn định. Tôi vẫn sẽ theo dõi căn bệnh của anh. Cassie vẫn nói tiếp rằng Play cũng sẽ ở đây để báo cáo tình hình cho anh vào tối nay. Cô ấy cũng là người của chỉ huy của cuộc đột kích ngày hôm qua. Và thế là Doctor và Cassie bắt đầu hồi tưởng lại. Mở đầu thì chúng ta thấy Scout đang nói chuyện với Doctor và Cassie, nghe về chuyến đi làm nhiệm vụ của anh ta vào đêm hôm qua. Và Scout nói rằng nhiệm vụ đêm hôm qua của anh ta đã bị thất bại. Đây là một điều cực kỳ là bất thường, vì Scout luôn luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ mà anh ta làm, nhưng lần này anh ta đã thất bại. Và anh ta đã thất bại nhiệm vụ lần này, thế nên anh ta đáng bị trừng phạt. Nhưng mà Doctor đã nói với Scout rằng anh không đáng để bị trừng phạt đâu. Nhưng mà Scout đã nói lại với Doctor rằng vào đêm hôm qua, khi mà tôi đã phát hiện ra một đội quân của kẻ địch, và anh ta đã đưa những đồng đội của mình đi theo dõi các quân đội này để mà xử lý luôn. Và thế là ngược lại, anh ta đã bị phục kích lại bởi kẻ địch đó. Và thế là Scout đã cảm thấy mình không được cảm thấy mình không thể đánh bại được cái quân đoàn của kẻ địch đó. Thế nên anh ta đã cảm thấy mình mắc sai lầm và bắt đầu rút lui về. Nhưng mà Doctor đã nghe như vậy, nhưng Doctor vẫn cảm thấy anh không đáng bị trừng phạt. Và anh thấy những đồng đội của anh vẫn còn sống sót sau khi trở về, chứng tỏ rằng kế hoạch của anh vẫn không phải gọi là sai sót và không phải đến nỗi là tệ nhất. Và thế là Doctor đã nói tiếp với Scout rằng anh không cần phải đáng bị trừng phạt như vậy đâu. Và Scott đã nhận ra được một bài học quý giá cho mình, đó là anh ta sẽ hứa rằng từ giờ trở đi anh ta vẫn sẽ luôn luôn đặt tính mạng của mình và tính mạng về đời sống của mình và tính mạng về đồng đội của mình, anh ta vẫn sẽ luôn luôn đặt lên hàng đầu trước mọi tình huống khó khăn nhất. Quay lại với hiện tại, chúng ta vẫn sẽ thấy Doctor và Cassie ở trên con tàu sân vận động Rhodes Island. Và Cassie nói với Doctor về Crosshair. Và cô thấy rằng Crosshair có rất nhiều quan điểm mà quan tâm đến cô. Và Crosshair là một người gì đó có khả năng chiến đấu. Và điều này mình cảm thấy rất là bất ngờ, bởi vì Cassie nói rằng Crosshair có khả năng chiến đấu được. Và mình đã thực sự bất ngờ vì điều này ấy. Và bắt đầu hồi tưởng tiếp. Lúc này thì chúng ta thấy Cassie và Crosshair đang nói chuyện với nhau về vấn đề đi đến đất nước Victoria. Thì Crosshair muốn nói về một thứ gì đó liên quan đến Under Development Area. Cô là một người trưởng về kỹ thuật số và các thông tin công nghệ, nhưng mà cô lại không biết những thứ về Under Development Area. Cô ấy không biết tất cả những thứ gì liên quan đến thứ này cả. Rồi, thì mình thấy các bạn nên tự tìm hiểu kỹ hơn về cái khúc này giữa Cassie với lại Crosshair nói chuyện với nhau ở khúc này. Các bạn nên tự tìm hiểu đi. Và có nhiều thứ rất là hay ho ở cái khúc này á, mà mình không thể nào mà nêu hết ra được, bởi vì đây là một video tóm tắt. Thế nên là mình chỉ có thể nói những phần ý chính thôi.
Trở lại với hiện tại, chúng ta lại thấy Tacit nói về một vấn đề khác liên quan đến bệnh nhân và các học cono và về chủ yếu về bộ phận y tế là nhiều. Và giờ chúng ta lại hồi tưởng tiếp. Lúc này chúng ta thấy Tacit và Doctor và những người khác tại phòng bệnh khám và mọi người ở đây để sắp xếp cho các bệnh nhân rời khỏi cái vị trí của phòng bệnh, ra khỏi tàu Rhodes Island. Vì sao? Bởi vì The God đã biết được rằng Rhodes Island sẽ đi đến đất nước Victoria. Và trở lại với hiện tại thì lúc này Tacit lại nói thêm một điều khác, và điều này cũng là điều cuối cùng. Và Tacit đã nói về Amiya. Amiya càng ngày càng bận rộn hơn với nhiều vấn đề khác nhau, đặc biệt là chuyến đi của vào đất nước Victoria vào cuối năm nay. Và Tacit nghĩ rằng Doctor nên dành thời gian để chăm sóc cô ấy và đảm bảo cô ấy an toàn. Và cô ấy có thể là người đứng đầu của Rhodes Island, nhưng mà Amiya cũng vẫn còn là một đứa trẻ, thế nên là hãy chăm sóc cô ấy. Và chúng ta lại tiếp tục hồi tưởng tiếp. Mốc thời gian cụ thể tại khúc hồi tưởng này là lúc Barbie sắp bị sụp đổ. Hãy nhớ, sắp bị sụp đổ. Và lúc này Doctor và Tacit, hai người đang lo lắng về tình trạng sức khỏe hiện tại của Teresia. Nhưng mà Teresia lại cố gắng tỏ ra là mình rất là ổn. Và lúc đó Amiya đã chạy đến trước mặt Teresia và nói rằng cô đang lo lắng về việc Ascalon sẽ rời bỏ khỏi Barbie. Nhưng mà Teresia nói lại với Amiya rằng chẳng có gì phải lo lắng cả, Amiya. Và nhưng mà đến khi Barbie sụp đổ thì sẽ có điều thứ cần phải lo lắng đấy. Và các bạn biết đó là gì không? Và chúng ta lại trở lại với hiện tại. Trở lại với hiện tại thì Tacit đã hỏi với Doctor rất là nhiều câu hỏi. Và câu hỏi thứ nhất là Tacit đã hỏi rằng bác sĩ, được sống thực sự nghĩa là gì? Và các bạn sẽ có 3 lựa chọn để trả lời. Ở đây, 1 là từ đó đến từ đâu, 2 là không bao giờ nghĩ về nó, chưa bao giờ nghĩ về khi câu hỏi như này cả, 3 cái này quá trừu tượng. Sau khi các bạn đã trả lời một trong 3 lựa chọn trên thì Tacit lại hỏi thêm cho các bạn một câu hỏi thứ hai là khi mình luôn luôn làm theo lệnh của người khác mà để mất lý trí thì đó có gọi là sống hay không. Và các bạn cũng sẽ có thêm 3 lựa chọn tiếp theo. 1 là chẳng phải đó là một xác chết biết đi, 2 ...3 đó chẳng phải là một người máy sao. Sau khi các bạn đã tiếp tục chọn một trong 3 lựa chọn trên nữa thì Tacit lại hỏi thêm một câu nữa, câu thứ 3, đó là khi mà bạn vẫn còn cơ thể nhưng ký ức của bạn lại mất đi thì đó có phải gọi là sống hay không. Và các bạn cũng tiếp tục có 3 lựa chọn nữa. Và 1, điều đó có thể làm cho cuộc sống khá khó hiểu, 2 ...3 bạn đã nói về tôi. Sau khi các bạn đã chọn một trong 3 lựa chọn của câu hỏi số 3 thì Tacit lại hỏi thêm một câu số 4 nữa, là nếu phải chọn cái này cái nọ thì các bác sĩ anh sẽ chọn cái nào. 1, tôi sẽ chọn làm người không phải là một con rối, 2, tôi sẽ chọn tự do, và 3, ai muốn trở thành người máy. Đây là một câu hỏi vừa cảm thán vừa hỏi chấm. Sau khi các bạn đã chọn một trong 3 lựa chọn trên nữa thì Tacit đã nói với bạn về việc tự do không phải là một thứ gió miễn phí. Khi Doctor mất đi ký ức và tỉnh dậy, đã buộc phải đi chiến đấu và đã chứng kiến rất là nhiều mạng sống mất đi, và trong suốt khoảng thời gian qua Doctor chẳng hề có nhiều lựa chọn. Và Tacit đã nói một câu rất là mạnh mồm là hãy nhìn vào mắt tôi và nói cho tôi biết tại sao, Doctor, bạn chiến đấu vì điều gì. Trước khi Doctor trả lời câu hỏi của Tacit thì anh ta đã bắt đầu có những kỷ niệm ùa về lại cho anh ta mọi thứ kể từ khi anh ta đã tỉnh dậy sau khi mất trí nhớ. Và trước mắt Doctor là một cuộc sống trong bao nhiêu thời gian qua, có vui, có buồn, có lẽ buồn nhiều hơn và một cuộc sống có vẻ mới. Và Doctor đã cảm thấy mình quá rõ ràng để trả lời câu hỏi này và cứ nói ra trong tiềm thức. Và các bạn cũng sẽ có 3 lựa chọn. 1, tôi chiến đấu vì số phận của mình, 2, tôi chiến đấu cho Rhodes Island, 3, tôi chiến đấu để bảo vệ thế giới. Và
Khi các bạn đã chọn hết những lựa chọn này, từ câu hỏi 1 cho đến câu hỏi thứ 6, thì dù thế nào các bạn chọn cái nào đi nữa, thì các sếp cũng sẽ nói với bạn rằng chắc chắn bạn sẽ đừng bao giờ quên câu trả lời mà bạn đã trả lời cho tôi nghe. Ngay cả khi không ai hiểu, chúng ta vẫn sẽ tiếp tục bước đi trên con đường bác sĩ, bạn cũng sẽ tìm thấy con đường của bạn thôi. Và đây là kết thúc tập 5 của sự kiện Vigilo. Và giờ chúng ta sẽ đi về tập cuối cùng của sự kiện Vigilo, tập 6. Let's go. Mở đầu câu chuyện của tập 6 thì chúng ta thấy Crossua và một con AI và PRTS đang nói chuyện với nhau. Thì Crossua nói với PRTS rất là nhiều thứ luôn. Nói chung là xoay quanh Crossua là nhiều. Thì Crossua đang nói với PRTL là hãy tạo ra một giả lập chạy về việc giải cứu Doctor. Sau khi chạy nhiều lần giả lập thì chỉ có 2 tỷ lệ thành công, và có đến tận 3 tỷ lệ tổn vong, gấp 3 lần so với dự kiến. Sau khi thu thập được những dữ liệu và nghe được, thì Crossua đang tự hỏi rằng nếu Rhodes Island không cứu Doctor thì tỷ lệ tử vong nó sẽ giảm xuống gấp 3 lần rồi, chỉ vì cứu Doctor. Và Crossua cũng tự hỏi rằng vậy nếu không cứu Doctor, chúng ta cũng có thể sống yên bình được hơn, bởi vì nếu không cứu Doctor thì Rhodes Island cũng sẽ không cần phải chạm trán đến Reunion hay là đất nước Usus. Và nhưng mà xét cho cùng á, thì cứu Doctor cũng có lợi cho Rhodes Island cho đến tận ngày hôm nay. Sau đó Crossua lại nói về quá khứ của cô ấy trước khi cô ấy chưa tham gia vào Barbie và chưa tham gia vào Rhodes Island, chắc chắn rồi. Và cô ấy nói về lúc cô ấy vẫn còn ở bên gia đình của Crossua. Crossua là một người có dòng máu cổ đại, có nghĩa là dòng máu hiếm. Crossua có dòng máu của tộc Saka nhân loại Macaron. Thực sự là Crossua là một người có tỷ lệ có máu Macaron ít hơn. Đây là máu Macaron nhưng mà của tộc Saka nhá, là nó rất là hiếm và tỷ lệ rất là thấp, và Crossua đã có được loại máu hiếm này. Và Crossua cũng là một người con gái trong gia đình, luôn luôn phản bác trong gia đình của cô ấy, có nghĩa là rất là nói sao nhỉ, nội loạn, và luôn chống đối lại cái văn hóa trong gia đình của Crossua. Và tên thật của Crossua là Utterson. Sau khi Crossua rời khỏi gia đình của cô ấy thì cô ấy đã trở thành một nhà kỹ sư công nghệ và có thể xâm nhập được các mạng lưới công nghệ rất là chuyên nghiệp, hay còn gọi là hacker. Và sau đó Teresia đã gặp Crossua, và Teresia nói cần một người có đầu óc thông minh và giải quyết những vấn đề liên quan đến công nghệ. Thì Crossua đã nhận lời liền và muốn gia nhập Barbie. Mà trong lúc đó Teresia vẫn chưa kịp nói một lời mời nào đến Crossua, mà Crossua đã tự ý muốn gia nhập vào Barbie. Sau khi hồi tưởng kết thúc thì Crossua lại nói đến một người khác là Doctor. Crossua thấy Doctor sau khi mắc bệnh mất trí nhớ thì Doctor đã thay đổi rất là nhiều thứ sau khi anh ta đã mất bệnh. Và anh ta cũng đã thay đổi Rhodes Island theo một hướng tích cực và vui vẻ hơn. Sau khi nói xong với Doctor thì Crossua đã chạy vài chuẩn đoán dữ liệu phần mềm, và Crossua thấy mình cần phải rời khỏi nơi này. Và trước khi rời khỏi nơi này thì cô ấy bất ngờ thấy Doctor cũng đang ở với Crossua, nhưng mà cô ấy cần phải rời khỏi nơi này, thế nên là Doctor phải nói chuyện với PRTS. Và Doctor đã hỏi một câu hỏi cho PRTS về một người là Princess, là chính xác là người như thế nào. Nhưng mà PRTS lại im lặng. Sau một thời gian PRTS im lặng thì PRTS đã trả lời với Doctor là: tôi xin lỗi Doctor, có vẻ tôi không thể trả lời được câu hỏi này của bạn. Thế là Doctor không tìm thấy kết quả mà mình mong muốn, và thế là Doctor đã rời đi. Sau khi Doctor rời đi thì bỗng dưng PRTS lại mở ra cho chúng ta một dữ liệu có tên là thử nghiệm chức năng đầu tiên của PRTS. Bạn tên tệp, bạn ghi hình tàu 0000001A, và đó là ảnh Doctor cùng với một người mà trong cộng đồng Arcanine đoán đây là Princess. Và đó là tất cả tập 6 của sự kiện Vigilo, và cũng là tập cuối của sự kiện Vigilo rồi. Cuối cùng cũng làm xong. Và theo mình đánh giá thì
ở sự kiện video này đưa cho chúng ta rất nhiều thông tin về Doctor là chủ yếu. Chắc chắn rồi, các bạn nhìn thấy ảnh đại diện là Doctor thì các bạn cũng biết rồi. Và nó gửi cho chúng ta về các phần ngoại truyện ở trong quá khứ, có nghĩa là nó bổ sung thêm cho Arcanine theo những cốt truyện ở quá khứ, đặc biệt là Barbie và Teresia. Cùng với đó là chúng ta được biết rất nhiều về quá khứ của Kosua và các những người của thành viên trong Barbie, đặc biệt là Scott và Ace. Chúng ta được biết rất là nhiều về Barbie, quá nhiều luôn. Và tổng kết lại thì mình thấy sự kiện video là một sự kiện nó gợi cho chúng ta rất là nhiều thứ mà trong tương lai nó có thể xảy ra, mà trong sự kiện video nó ẩn ý rất là nhiều thứ mà trong tương lai nó có thể xảy ra được. Rồi, giờ thì mình đã tóm tắt câu chuyện của sự kiện video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem hết video, và giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở một video khác trong kênh của mình. Bye bye.